cơ quan thi hành án nói gì về việc Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng? Bắt giữ và điều tra nguyên nhân kẻ cầm hung khí tấn công hai phụ nữ ở Hà Nội. Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm bãi gió, khoan núi để vá vết sạt lở. Bắt giữ ba đối tượng trộm hơn 2 tấn chó. xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử vtc news vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngay bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan xảy ra tại ngân hàng SCB, tòa án đã tuyên mức án hình sự là tử hình đối với bà Lan và yêu cầu bà phải có trách nhiệm bồi thường hơn 163.000 tỷ đồng cho SCB. Câu hỏi đặt ra là cơ quan thi hành án đã có lộ trình cứu hoạch như thế nào để thực hiện thi hành bản án của bà Trương Mỹ Lan? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chiều ngày 12 tháng 4, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 thông tin về kết quả trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, thi hành án dân sự, quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Khi nói đến vụ án Trương Mỹ Lan xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, tòa án đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng cho SCB. Vậy bản án này sẽ được thi hành thế nào? Theo đó, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi thường hàng trăm ngàn tỷ đồng cho SCB. Số tài sản bị kê biên trong vụ án này là khổng lồ, lên tới hàng ngàn bất động sản, khối lượng công việc phải thi hành cũng rất lớn. Vậy cơ quan thi hành án có xây dựng kế hoạch gì cho việc thi hành án, có khó khăn gì không? Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan có liên quan đến một vụ khác về trái phiếu với hàng chục ngàn bị hại. Vậy việc thi hành án dân sự trong vụ SCB có chờ bản án của vụ việc này để xử lý một cách tổng thể hay không? Trả lời cho vấn đề trên, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án nêu trên các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án do đó tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra ra soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này ông lợi nhấn mạnh bản án mới tuyên và là án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực thi hành trường hợp phần án dân sự nếu tới đây không có kháng cáo kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật Ông Lợi Thông tin. Sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án. Vẫn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, vụ án Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng chủ động cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án nhằm sẵn sàng thi hành ngay khi bản án có hiệu lực. Đối với vụ án liên quan đến trái phiếu, ông Lợ cho hay, khi có bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự cũng sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 4, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình, 85 bị cáo còn lại có mức án từ án treo đến trung thân. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử cho rằng Thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Ngày 14 tháng 4, ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một lỗ hổng mới nằm bên ngoài, phía trên điểm sạt lở ở hầm bãi gió, thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Từ lỗ hổng này, đơn vị thi công sẽ tiến hành khoan thăm dò địa chất, tìm vị trí đất rỗng do sạt lở mấy ngày nay. Phía trong hầm, nhà thầu bố trí hai tổ phun bê tông vào vị trí đất đá sạt lở để giữ chân không cho biến động. Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, theo tính toán, các công đoạn trên phải mất 3 đến 4 ngày mới có thể hoàn thành và thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Hôm 12 tháng 4, bên trong hầm sạt lở, đất đá rơi xuống đường ray với khối lượng khoảng 180 m khối, vị trí cách cửa hầm khoảng 85 m. Hơn 200 công nhân, nhiều máy móc được huy động khắc phục sự cố. Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, trong hầm tiếp tục sạt lở lần hai. Sự cố này đã khiến tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt những ngày qua. Các tàu đi từ phía Nam ra phải dừng ở ga Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Còn tàu đi từ phía Bắc vào dừng ở ga Tuy Hòa, Phú Yên. Ngành đường sắt điều hơn 160 lượt xe để trung chuyển trên 6.600 hành khách qua hai ga này tiếp tục hành trình. Ngày 14 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an. Công an các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đề nghị tiếp tục phối hợp hỗ trợ các đơn vị trong việc đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông. Văn bản gửi Cục Quản lý Đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 85, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải về việc thực hiện công tác khắc phục sự cố. Cục Đường sắt Việt Nam cử lực lượng phối hợp với Công an, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đảm bảo an toàn cho hành khách khi phải thực hiện trung chuyển đồng thời phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi cho phép tàu chạy qua hầm. Với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình khắc phục sự cố, đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về phương tiện, cơ sở vật chất để phục vụ hành khách trong thời gian thực hiện chuyển tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các cơ quan trực thuộc huy động tối đa tất cả các nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm bãi gió, khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khắc phục sự cố. Theo khu quản lý đường bộ 3 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian chờ khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt bãi gió đoạn qua đèo cả, lực lượng chức năng ngăn tất cả các phương tiện trừ xe hai bánh lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo cả, ô tô các loại phải lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả. Tuy nhiên, một số phương tiện như xe chở nhiên liệu, xe chở hàng độc hại, dễ cháy, chất nổ, hàng hóa nguy hiểm, xe quá khổ không được qua hầm đường bộ đèo cả. Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 cho đến khi khắc phục xong sự cố, đảm bảo điều kiện an toàn để lưu thông trên quốc lộ 1, khu vực đèo cả. Đơn vị này cũng thông báo phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông không được lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Cả. Các phương tiện này chọn một trong ba lộ trình, ba lộ trình có điểm chung là các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, khi đến các điểm giao cắt với các tuyến quốc lộ trục ngang sẽ rẽ phải theo hướng Tây Nam. Bên cạnh đó, việc vận chuyển hàng hóa cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại ga Tuy Hòa tỉnh Phú Yên vẫn còn rất nhiều hàng hóa bị ùn ứ tại phòng hành lý của nhà ga. Đây là những hàng hóa gửi đi các tỉnh thành như Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Nội nhưng chưa thể chuyển đi vì sự cố sạt hầm đường sắt bãi gió. Ông Trần Việt Tùng, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, hiện các đoàn tàu chở hàng đang bị đứng hình ở hai đầu tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên nên việc vận chuyển hàng hóa đều bị tê liệt. Ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, hiện tại các toa tàu chở hàng đang được gửi tại các ga dọc đường ở hai đầu tuyến đường sắt nối tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên để đợi ngày thông tuyến. Việc chuyển tải hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Sau sự cố này, toàn bộ hành khách di chuyển trên các chuyến tàu chiều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh khi đến ga Tuy Hòa đều được hỗ trợ trung chuyển và đảm bảo hành trình theo quy định. Để hỗ trợ khách hàng trung chuyển an toàn và thuận lợi, ngành đường sắt đã bố trí sẵn các xe ô tô tàu về lúc nào sẽ thực hiện trung chuyển ngay lúc đó. Căn cứ số lượng hành khách trên tàu, các ga giã và ga tuy hòa bố trí bình quân từ 9 đến 12 xe loại 16 đến 45 chỗ ngồi. Từ khi xảy ra sự cố đến nay, hành khách trên 24 đoàn tàu đã được trung chuyển và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, ngành đường sắt huy động 100 nhân viên để hỗ trợ hành khách trong việc di chuyển hành lý lên và xuống xe và tàu. Theo ông Mai Thế Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngành đường sắt đã nỗ lực hết sức để việc trung chuyển hành khách được thuận lợi, an toàn đối với những chuyến tàu chậm so với giờ quy định sẽ có hỗ trợ suất ăn cho hành khách. Các ga giã và ga tuy hòa được tăng cường thêm hệ thống chiếu sáng, quạt ở phòng chờ tàu, tăng cường nhân viên đảm bảo an ninh trật tự tại các ga. Sự cố sạt lở hầm bãi gió gây ra bất tiện cho hành khách đi tàu, đây là điều không mong muốn. Ngành đường sắt rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của khách hàng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục sự cố để đường sắt Bắc Nam sớm thông suốt trở lại và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ sắp tới. Tối ngày 14 tháng 4, công an tỉnh Nghệ An thông tin, phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, bắt giữ 3 đối tượng bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương, trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao ăn ở. Điều còn cung cấp công cụ như kích điện, bao sắc rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi, ngày 11 tháng 4 năm 2024, phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An chủ trì phối hợp với công an huyện Nghi Lộc và phòng nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cương cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, chú tỉnh Bạc Liêu, xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân có đơn xin phép khai thác vật quý. Đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung theo quy định để được xem xét việc xin khai thác 3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ti. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn. Cụ thể, ông Tân không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Đồng thời, ông này không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc với nơi trôn giấu kho báu. Qua hai lần tới gặp và làm việc trực tiếp tại sở, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin nào cụ thể, rõ ràng liên quan tới kho báu. Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, ông Tân nói rằng chỉ nghe một người quen hiện đang sống ở Tánh Linh, khoảng 80 tuổi kể lại. Người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác, chứ không phải cụ tổ phát hiện như ghi trong đơn. Tuy nhiên, ông Tân không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người quen này. Từ thực tế trên, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra sở cho rằng vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng, không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Đơn vị đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và cho rằng những nội dung xin khai thác 3 tấn vàng như trong đơn của ông Tân thì phải do Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính chủ trì. Ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam phạm huỳnh nhật vi sinh năm 2003 chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm như vậy trong vụ án này kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh bước đầu cơ quan điều tra xác định vi móc nối với một người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở sau đó vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất nhạy cảm để vi quay phim chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài và Vi sẽ được trả tiền công. Như đã thông tin trước đó, Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai bé NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi khi hai bé này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Lúc này, Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8. Từ quận 8, Vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên. Tại đây, Vi dùng tiền, bánh kẹo, hứa mua đồ để giữ hai cháu bé ở lại. Tổ công tác của công an quận 1 và phòng PC02 đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ của Vi, giải cứu thành công hai bé gái. Lực lượng công an đã bàn giao hai cháu cho người thân, đồng thời bắt giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh làm rõ. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố y khoa thai nhi mất trong bụng mẹ tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở Hà Nội. Trong công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội và bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hôm 12 tháng 4, bên cạnh yêu cầu bệnh viện tiếp tục giải quyết sự cố y khoa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Y tế còn đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc phát sinh nếu có. Bộ đề nghị ngành y tế thủ đô hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trong quá trình giải quyết sự cố y khoa này. Trong trường hợp cần thiết thành lập hội đồng chuyên môn, có thể mời các chuyên gia của bệnh viện phụ sản trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân TNG sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Thu Cúc sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 27 tháng 3. Trước đó, sau khi gia đình tố Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tắc trách khiến thai nhi mất ngay khi còn trong bụng mẹ, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị bệnh viện kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh. Hôm 11 tháng 4, đơn vị này đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa khiến thai nhi mất khi đến khám thai và sinh con tại bệnh viện này hồi tháng 3 năm 2024. Ngày 12 tháng 4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt các bị can vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nhận 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng tại phiên tòa, thẩm phán Bùi Văn Tuấn đọc nội dung bản án và quyết định của hội đồng xét xử về việc liên quan đến tài sản của bị cáo Đỗ Hữu Ca trong quá trình bị bắt giữ. Theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ số 24 trên 18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức kim loại màu vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Đỗ Hữu Ca khai từ việc tiết kiệm từ lương do bố mẹ để lại qua của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản. Kết quả điều tra xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, song do ông Ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh nên cần được tiếp tục xác minh và làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh, xem xét xử lý sau. Tại phiên tòa xét xử vào hôm 12 tháng 4, hội đồng xét xử đã đánh giá những tài sản này không liên quan đến vụ án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết. Vì vậy, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ không đề cập đến việc trả lại tài sản cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Chiều ngày 12 tháng 4, tòa nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế. Trong đó, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi bị cáo này bị truy tố theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Theo hội đồng xét xử, hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Ca. Bị cáo Ca dù đã không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, nhưng trên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo cũng đã nộp lại số tiền 35 tỷ đồng chiếm đoạt của vợ chồng Trương Xuân Đức. Trong quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng 6 huân chương các loại, 3 huy chương, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 bằng khen của Bộ Công an, 5 bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, 5 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, 3 bằng khen của Giám đốc Công an Hải Phòng, được Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng công an nhân dân trong các năm 2014 2017 và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Theo hội đồng xét xử, bản thân bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng có bệnh nền, còn được nhiều cơ quan ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt như Công an thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B, S, V, khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại